Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương với tựa đề Hồng nhan trả thù, dâm phụ đẫm máu. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến truyện tâm lý xã hội, truyện ngôn tình, Trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Chi tan làm về nhà thì đã hơn 7 giờ sáng. Trên đường về cô cũng tranh thủ ghé mua đồ ăn sáng. Dự định sau khi về nhà ăn sáng xong thì sẽ đánh một giấc đến chiều. Tối qua cô phải thay một đồng nghiệp trực đêm. Trước đó cũng đã làm việc cả ngày nên giờ cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào. Là một người làm trong ngành y, mỗi ngày cô đều dặn dò bệnh nhân của mình phải biết sống khoa học và chú ý tới sức khỏe nhưng giờ chính bản thân cô lại đang làm điều ngược lại hoàn toàn đường phố buổi sáng vô cùng đông đúc người qua kẻ lại đếm không xuể chi thong thả đi trên đường đối lập với sự gấp gáp của mọi người nhưng đến buổi tối thì mọi chuyện sẽ được đảo ngược lại cô khẽ mỉm cười rẽ trái ở ngã tư đường tách ra khỏi dòng người tấp nập bên ngoài hiện tại Chị đang ở ghép cùng với một đồng nghiệp và cũng là bạn học thời cấp 3 của cô, Dung. Năm năm trước, hai người ở tại cổng làng chào tạm biệt nhau. Chân ướt chân giáo mang theo vài bị đồ lên thành phố học đại học. Tưởng đâu cả hai sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Vì người ở xóm họ hay bảo chỉ cần lên thành phố sống một thời gian thì ai cũng thay đổi. Nhưng có lẽ duyên phận giữa hai người vẫn còn rất sâu đậm. Cả hai đều đậu ngành y nhưng lại vào học ở hai trường đại học khác nhau. Bình thường vẫn hay giữ liên lạc, nhưng vì khoảng cách giữa hai bên quá xa nên cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Thế rồi, năm năm trôi qua như một cái chớp mắt, cho đến khi cả hai nhìn thấy nhau ở trong phòng của trưởng khoa để báo danh thì mới cảm nhận được sự kỳ diệu của duyên phận. Hai người trùng hợp đều trở thành điều dưỡng ở cùng một bệnh viện. Vì thế, Dung đã đề nghị cả hai hãy sống cùng nhau. Trước đó, Chi có thuê một phòng trọ ở cách bệnh viện hơn 20 cây số, đây là phòng trọ nơi cô ở lại để theo học 5 năm đại học. Đột nhiên được giới thiệu đến nơi xa như vậy, cô cũng rất lo lắng. Chi là người rất khó thích nghi với hoàn cảnh mới, cho nên cô rất hoang mang, không biết bản thân có thể quen với nơi đó hay không. Vì lý do đó mà cho dù đã vào bệnh viện làm việc được 2 tháng, cô vẫn chưa nghĩ đến việc chuyển nhà. Cũng may là đúng lúc bạn ở ghép của Dung muốn chuyển ra ngoài ở với bạn trai, nên cô ấy đã đề nghị Chi đến ở cùng. Nhờ sự giới thiệu của một người bạn mà Dung đã thuê được tầng 2 của một căn nhà 3 tầng. Ở một mình thì có hơi nặng tiền, nhưng nếu như ở ghép và chia ra thì cũng không có bao nhiêu so với phòng trọ 15m2 kia thì chi chỉ cần bỏ ra thêm 300.000 mỗi tháng thì đã ở được trong một không gian rộng rãi và thoáng mát gấp mấy lần. Lúc trước còn là sinh viên thì 300.000 đối với chi là một con số lớn nhưng giờ đã đi làm mỗi tháng cũng có được tiền lương nên nhiêu đó cũng không có vấn đề gì lớn. cả căn nhà có hết thảy là 3 tầng trước đó đây là nơi sinh hoạt của một gia đình ba thế hệ giờ thì nhà bọn họ đã theo con trai qua mỹ định cư trong nhà chỉ còn lại một người gì đang sống ở tầng một mà thôi mấy năm trước chủ nhà đã cho cải tạo lại hai tầng trên xây thêm phòng tắm và nhà bếp cho mỗi tầng để không ảnh hưởng không gian riêng của mỗi tầng chủ nhà còn cho xây hẳn một lối đi riêng ở bên ngoài như vậy thì dù có đi làm về khuya thì cũng không làm phiền người khác. Tầng 2 mà Dung thuê có một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách và một khu bếp. Chủ nhà còn để lại nội thất cho người thuê. Phòng ngủ được thiết kế kiểu rừng tầng, phía trên để ngủ, bên dưới là không gian dùng để học tập hoặc làm việc. Còn có tủ quần áo và ban công dùng để phơi đồ. Lần đầu tiên đến đây, Chi đã vô cùng kinh ngạc vì nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường. Thậm chí cô còn nghĩ trong đầu liệu có nên trả thêm tiền hay không nữa. Có nơi ở đàng hoàng, công việc mới cũng đang tiến triển rất tốt. Chi bây giờ đã chuyển mục đích sống sang việc phải chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền. Ít nhất là mỗi tháng có thể gửi tiền về quê cho cha mẹ sửa sang nhà cửa hoặc chi tiêu trong nhà. Rẽ trái ở ngã tư xong, đi thêm 100 mét nữa thì rẽ trái là đã tới nhà. Chi vừa rẽ qua thì vô tình đụng phải một đứa nhỏ từ trong con hẻm chạy ra. Đứa nhỏ đụng phải cô nên dội lại ngã xuống đất. Bà thương đi phía sau thấy cháu mình ngã thì hoảng hốt chạy đến đỡ đứa bé dậy. Một bên hết lời xin lỗi Chi vì sự nghịch ngợm của đứa nhỏ. Ngã rẽ là điểm mù nên chỉ cần không chú ý là sẽ đụng vào nhau nên chi không đổ lỗi cho đứa nhỏ vì lỗi cũng thuộc về cô đứa nhỏ bị té chảy hết cả tay vậy mà lại không rên một tiếng lúc đứng dậy chỉ nắm chặt tay bà của mình sau đó lén đưa mắt nhìn cô có lẽ nó nghĩ rằng mình vừa phạm lỗi nên sợ cô mắng vì thế mới nấp sau bà của mình với bộ dạng vô cùng sợ hãi chi mỉm cười nhìn nó cô mở túi sách lấy ra một miếng băng keo cá nhân rồi hướng về phía đứa nhỏ, đưa tay ra nói: "Con té có đau không? Cô là y tá, để cô coi tay con có được không?" Đứa nhỏ nhìn bàn tay đưa ra của Chi, rồi lại đưa mắt nhìn bà của mình, thấy bà gật đầu mới chậm rãi đặt bàn tay mình lên tay Chi. Chi thổi thổi lên vết thương ở lòng bàn tay đứa nhỏ, phủi lớp bụi dơ trên đó, rồi cẩn thận dán băng keo cá nhân lên. Đứa nhỏ rụt tay lại, nhìn nhìn miếng băng dán, mím môi như muốn nói gì đó nhưng do dự mãi mà vẫn không cất lời được bà thương thấy vậy liền nghiêm giọng nói bà nội đã dặn bảo như thế nào lúc này còn phải nói gì với cô hả bảo dường như rất sợ người lạ ánh mắt nó nhìn chi đầy vẻ đề phòng và lo sợ chi không muốn ép nó làm điều nó không thích nên xua tay định bảo thôi ai ngờ trước khi cô kịp mở miệng thì đã nghe đứa nhỏ nói con cảm ơn cô con xin lỗi vì đã đụng vào cô chi cũng hơi bất ngờ với thái độ của đứa nhỏ hồi lâu sau cô mới sực tỉnh nói con tên bảo phải không bảo ngoan quá cô cũng xin lỗi vì đụng vào con nhé sự nhẹ nhàng của chi đã khiến đứa nhỏ không còn đề phòng nữa cô vừa dứt lời thì nó liền nhìn cô mỉm cười Bà thương thấy cháu ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vừa vui vừa tự hào. Bà nắm tay đứa nhỏ thấp giọng nói. Xin lỗi con nha, hôm nay được đi học lại nên nó vui lắm. Cả đoạn đường hết chạy rồi nhảy. Bình thường nó hoạt bát lắm, chứ không có nhát gan như vậy đâu. Mà con mới chuyển tới đó à, sao bà thấy con lạ quá? Chi gật đầu, chỉ tay về căn nhà ba tầng phía sau cười nói. dạ còn mới chuyển tới tầng hai căn nhà kia. Bảo đứng bên cạnh đột nhiên kéo tay bà thương gấp gáp nói. Bà ơi, đi nhanh đi bà ơi. Phải học nhanh mới về nhanh được. Câu nói của đứa nhỏ khiến Chi ngơ ra gần cả phút. Vậy rốt cuộc là nó có muốn đến trường không? Sao lại gấp đến trường rồi lại gấp ra về chứ? Thế nhưng đó là chuyện riêng của gia đình người ta. Cô cũng chỉ mới dọn đến đây. Cũng là lần đầu gặp hai bà cháu, sợ đứng nói chuyện một hồi lại bị hàng xóm xung quanh bảo là đùa nhiều chuyện thì sẽ để lại ấn tượng không tốt. Chi tạm biệt hai bà cháu rồi nhanh chóng trở về nhà. Giờ toàn thân cô cũng đã dã rời hết rồi nên chắc về nhà là ngủ luôn chứ chẳng thiết ăn uống gì nữa. Dù vậy thì lúc về đến phòng cô vẫn tắm rửa, giặt đồ xong rồi mới đi ngủ. Chi bị đánh thức bởi tiếng động từ bên ngoài. Cô đi ra mở cửa thì thấy Dung đang ngồi trên sàn lắp lại ốp lưng điện thoại. Không cần hỏi cũng biết tiếng động khi nãy là gì rồi. Thấy Chi đi ra, Dung cười ngượng nói. Là bà thức sợ hả? Sorry nha. Chi đưa tay xoa xoa mắt rồi lại cào cào tóc nói. Đâu có, giờ này cũng là giờ tôi thức mà. Điện thoại có sao không? Dung dâu điện thoại lên để cô nhìn nói. Mới mua mà hư là xui lắm đó. Hên là không sao. Tại điện thoại bây giờ có thiết kế khác. Chứ phải những cái 1280 của mẹ tôi chặt vỏ một nơi, ruột một góc rồi. Chi bật cười, quay người đi vào nhà tắm. Vừa đi vừa nói. Đừng có đùa với 1280. Không phải ngẫu nhiên mà. Nó được gọi là cục gạch đâu. Có khi nó còn bền hơn điện thoại của bà gấp mấy lần luôn đó. Cái này thì Dung không muốn cũng phải đồng tình. Dù sao thì lúc nhỏ cô ấy cũng có không ít lần bị mẹ cô dùng điện thoại ném vào người. Mà biết đâu chừng bây giờ cô dở dở ương ương như này là do hồi nhỏ bị đập đầu quá trời cũng nên. Hôm nay Dung chỉ làm việc 8 tiếng. Đến 3 giờ chiều thì cô đã được về nhà. Nhưng ngày mai phải bắt đầu làm việc từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Dù vậy, cô vẫn có hơn 12 tiếng để nghỉ ngơi. Chi thì tối qua phải trực dù một đàn chị nên đã làm việc xuyên suốt 24 tiếng mới được nghỉ. Bây giờ thì đã khỏe hơn nhiều. Hơn một tháng trước, có khi hai người còn phải làm việc xuyên suốt hai ngày mà không được chợp mắt. Đến khi về được nhà thì đều lăn ra ngủ đến quên trời quên đất luôn. Lúc đầu cả hai vẫn chưa quen, có khi buồn ngủ đến phát khóc nhưng giờ cũng đã sắp qua tháng thứ ba rồi nên cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa đợi chi rửa mặt xong thì dung đã hâm nóng đồ ăn và dọn ra bàn đồ ăn buổi sáng chi mua về chưa kịp ăn cũng được dung chế biến lại thành một món ăn cây nhà lá vườn vô cùng bắt mắt bữa cơm chiều này có phần sớm vì sau khi ăn xong chi sẽ chuẩn bị đi làm còn dung thì cũng có việc riêng phải xử lý gấp một miếng thịt bỏ vào miệng. Dung đột nhiên nói. Lúc trước tôi nói với bà, chuyện không muốn có chồng ấy. Lúc đó vẫn còn hơi do dự. Nhưng mà giờ tôi đã có lý do càng thêm kiên định với trầm nguồn sống của mình rồi. Chi miệng nhai nhóp nhép hỏi. Sao vậy? Ở bệnh viện có chuyện gì à? Dung nhíu mày, giọng nói chất chứa sự bực bội. Bà làm bên tòa A, chắc chưa nghe chuyện bên tòa của tụi Tôi. Tôi nói cho bà nghe Sau này cha mẹ bà có ép bà cưới chồng ấy Bà cứ bảo Lấy chồng làm gì Hy sinh đánh đổi đủ thứ Cứ cùng đến cái bàn thờ Nó cũng tính toán với mình mà thôi Chỉ cảm thấy câu phản pháo này của Dung sẽ không có ích gì Ngược lại bị coi chừng Bị mẹ cô cho ăn trổi vào đầu Cô đã nghĩ vậy Nhưng sau khi nghe Dung kể ngọn nguồn mọi chuyện thì cảm thấy suy nghĩ này của cô ấy cũng không phải là không có lý. Chi là một người sống hướng nội. Bình thường ở chỗ làm cũng chỉ chúi đầu vào công việc. Ít khi nào cùng mọi người tám chuyện nên mới không biết. Dung cũng quá hiểu tính của bạn mình nên không cần hỏi cũng biết Chi chẳng biết gì. Dù cho chuyện đó vẫn đang rầm rộ mấy ngày nay trong bệnh viện. Chẳng là ba ngày trước, có một người phụ nữ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não Nghe người nhà nói là trong lúc tưới cây đã không cẩn thận ngã từ tầng 2 xuống. Mặc dù trước khi ngã xuống đất đã đáp xuống một cái mái hiên nhô ra. Trọng lượng giảm được một chút nhưng bên dưới là sàn xi măng nên cũng không cứu vớt được bao nhiêu. Qua gần 3 tiếng cấp cứu thì bệnh viện thông báo người phụ nữ đã không may qua đời. Thân nhân trong nhà lúc nhận được tin thì vô cùng đau khổ. Mẹ chồng của người phụ nữ khóc đến ngất xỉu mấy lần lúc tỉnh dậy thì lại chạy đến trước phòng cấp cứu. Một câu mệnh khổ, hai câu bạc phận khiến ai nhìn vào cũng nghĩ bên trong chính là con gái ruột của bà. Đến một giờ sáng thì chồng của người phụ nữ mới có mặt. Đi theo anh ta còn có một cô gái khác. Từ cách ăn mặc và thái độ đối với cái chết của người phụ nữ cũng đủ biết cô này là con giáp thứ bao nhiêu rồi. Điều đáng nói chính là người chồng lại mặc kệ mẹ mình một mực nghe theo ý kiến của cô nhân tình là mang xác vợ đi thiêu rồi đem lên chùa nguyên nhân đơn giản chỉ vì cô này không muốn mỗi ngày phải hầu nhang hầu bánh cho cô vợ như một đứa giúp việc thái độ quá quắt như thế nhưng người chồng vẫn khăng khăng nghe theo khiến những y bác sĩ có mặt ở đó vô cùng phẫn nộ cô y tá còn giận dữ mắng cô nhân tình không phải là người nhưng dù sao, đó vẫn là chuyện trong nhà của người ta. Đến mẹ của mình, anh ta còn không nghe theo. Thì lời của người ngoài như bọn họ làm sao lọt vào tai anh ta được. Chỉ đội cho mẹ của anh ta, nuôi con lớn bằng ngần này rồi mà nó còn chẳng thèm để mình vào mắt. Dù cho bà có khóc lóc năn nỉ, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên ý định của mình. À nhân tình đứng bên cạnh giường như không ý thức được cục diện hiện tại là do ai tạo ra cứ dừng dưng khoanh tay đứng xem kịch vui. Cuối cùng thì với sức của một mình bà cụ cũng không thể chống lại được hai con người ác nhân kia. Người phụ nữ có khi còn chẳng biết cách hành xử bạc tình của chồng mình thì đã hóa thành nắm cho tàn rồi. Chỉ mới nghe thôi đã thấy bức xúc thay cho người phụ nữ, châu mày hỏi. Vậy giờ cuối sao rồi? Bị đem lên chùa rồi à? Dung lắc đầu, chưa nghe bảo trước khi xảy ra tai nạn người vợ đang kiện chồng mình về tội ngoại tình vì thế anh ta không có quyền quyết định đối với việc xử lý thi thể của cô ấy cha mẹ của người phụ nữ đã mất nên giờ bệnh viện đang chờ người em trai hiện đang đi xuất khẩu lao động của cô ấy về để giải quyết mọi chuyện chi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng trên mặt lộ rõ vẻ thương xót nói người đàn ông đó trong ngày vợ mất còn công khai đưa nhân tình theo, chứng cứ ngoại tình rành rành ra thế kia, chắc sẽ kiện được thôi. Ít nhất cũng phải cho anh ta vào tù bóc lịch hai ba năm cho chừa đi. Dung gật đầu đồng tình, nhưng vẫn có chút lo lắng. Cô ấy đột nhiên xảy ra chuyện, liệu vụ kiện có còn được tiếp tục không? Còn con trai cô ấy nữa, chỉ sợ đứa nhỏ bị ám ảnh tâm lý thôi. Chi kinh ngạc, ngước mắt nhìn Dung, Cô không nghĩ là hai người họ đã có con với nhau. Vậy mà tên đàn ông kia còn ngoại tình, lại còn công khai mang nhân tình bên người như vậy. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, tâm linh tương thông nói. Đúng là đồ tệ bạc. Buổi chiều, chi rời khỏi nhà sớm hơn bình thường tận 30 phút. Vì cô muốn đi đến quán nước quen thuộc để mua cà phê. Thực ra là từ khi chuyển đến đây, Cô cũng chỉ đi mua nước ở duy nhất một tiệm đó mà thôi. Gần nơi Chi ở có một công viên nhỏ. Bên trong có đặt mấy băng ghế đá, một vài dụng cụ tập thể dục và hai hàng cây để tạo bóng mát. Chiều chiều, mấy nhà xung quanh hay dẫn con cháu ra đây để chơi đùa. Còn bản thân thì cũng tranh thủ đánh cờ hay tán dốc với mấy người bạn đồng niên trong khu. Lúc đi ngang qua đây, Chi vô tình nghe được tiếng khóc của trẻ con cùng giọng nói dỗ dành vô cùng quen thuộc ngoài hỗ trợ cấp cứu ra thì chi và nhiều nhất chính là khoa nhi ngày thường luôn phải bày rất nhiều trò để dụ tụi nhỏ uống thuốc hay đi ngủ giết rồi có nghề luôn bởi vậy vừa nghe được tiếng con nít là trong lòng không khỏi tò mò mà đi tới bảo đang được bà thương dùng hết cách để dỗ dành nhưng đứa nhỏ bình thường rất ngoan ngoãn hiện tại lại trở nên bướng bỉnh vô cùng. Không biết nó đòi gì mà không được, còn vung tay đánh lên người bà. Chi đi tới, nhìn nhìn đứa nhỏ, thấy nó lại chuẩn bị đánh người, liền nắm lấy tay nó lại, nhỏ giọng hỏi. Buổi sáng cô vừa khen bảo ngoan cơ mà, sao bây giờ bảo lại khóc nhè rồi? Bảo nước mắt tèm lem chẳng bận tâm người đang nắm lấy tay nó là ai. Nghe được câu hỏi, liền uất ức nói. Bà nội là đồ nói dối. Bà nội nói, mẹ sẽ tới đón, nhưng mẹ không tới. Mẹ bỏ bảo rồi phải không? Bảo nhớ mẹ lắm. Đem mẹ về cho bảo đi. Đứa nhỏ nói xong thì lại càng khóc lớn. Biết được lý do nó khóc, chi chẳng còn tâm trạng đâu để dằn đe nữa. Cô ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Bảo nhớ mẹ, thì mẹ cũng đang rất nhớ bảo. Nhưng mẹ là người lớn, mẹ phải làm việc thì mới có tiền mua quần áo đồ ăn và đồ chơi cho bảo chứ phải không bảo phải ngoan thì lúc mẹ về mẹ mới vui bảo nghe lời cô không khóc nữa được không nếu lúc cô đi làm có gặp mẹ bảo thì sẽ kêu mẹ nhanh chóng về gặp bảo có được không bảo nghe vậy thì không khóc nữa nhưng vẫn sụt xịt mũi hỏi lại cô nói thật sao cô không lừa con phải không cô sẽ kêu mẹ nhanh về với con phải không phải cô với con méo tay được không Méo tay rồi thì sẽ không được thất hứa dạ bảo ngoan ngoãn đáp đồng thời đưa ngón tay ra ngoéo tay với chi tâm trạng sau đó cũng trở nên tốt hơn mà chạy đi chơi cùng bạn bè chi phải công nhận là trẻ con thật ngây thơ vừa khóc đó rồi lại cười ngay đó nhớ đến lời hứa của mình với bảo chi quay sang hỏi bà thương Mẹ bảo đâu rồi bà? Chị ấy đi làm xa nên không về được sao? Bà thương nghe nhắc đến mẹ bảo liền không khỏi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe trực khóc. Mẹ bảo, nó không có đi làm ăn xa. Mấy bữa trước nó bị tai nạn qua đời rồi. Bảo nó còn nhỏ, chưa hiểu cái gì là chết. Nên bà vẫn chưa biết phải nói như nào với nó. Chi không nghĩ là chuyện phía sau lại như vậy nhớ đến những gì bản thân vừa nói đột nhiên có cảm giác muốn tự cắn vào lưỡi mình giờ cô phải đi đâu để kêu mẹ đứa nhỏ về nhanh chứ gửi giấy đề nghị cho diêm vương sao nói một hồi chi mới biết được tại sao đứa nhỏ gấp đến trường mà cũng gấp muốn tan trường ra là hồi mẹ bảo còn sống vì phải đi làm từ sớm nên cô ấy không thể đưa bảo đến trường được nhưng cô ấy đã hứa sẽ đón bảo vào buổi chiều đã mấy ngày không được gặp mẹ, bảo nhớ mẹ lắm nên mới nặng nặc đòi đến trường. Vì nó nghĩ lúc nó tan học thì mẹ sẽ đứng ở cổng trường đón nó như mọi lần. Nó sẽ chạy ùa vào lòng mẹ, sau đó kể cho mẹ nghe những gì cô giáo đã dạy ngày hôm nay. Chi đến chỗ làm mà trong lòng vẫn chưa hết nặng nề. Phần vì cô đã mang lại hy vọng rồi sau đó dập tắt niềm hy vọng mỏng manh của một đứa trẻ phần vì cảm thấy quá thương cho số phận của hai mẹ con. Bởi vậy người ta mới nói, không gặp cũng được, chỉ mong đừng âm dương cách biệt là được. Vừa vào ca làm thì Chi đã bận tối mặt tối mũi. Ly cà phê cất công đi sớm để mua, mới uống có một ngộm thì đã tàn hết đá, vị cũng trở nên nhạt nhẽo. Ngồi được xuống ghế nghỉ ngơi thì cũng đã qua 11 giờ đêm. Bình thường thời điểm này là rảnh rỗi nhất, nhưng khổ nỗi là dù không có việc làm thì vẫn phải căng mắt ra để nhìn bốn phương tám hướng, đề phòng khi có chuyện thì phải nhanh chóng xử lý. Vào bệnh viện làm chưa được 3 tháng mà Chi đã có một nỗi ám ảnh to bự với tiếng còi xe cứu thương. Lúc đầu thì là máu, nhưng giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều. Chi vẫn nhớ ca cấp cứu vào lúc 3 giờ sáng của một tháng trước tiếng còi xe cấp cứu vừa đến cổng cô đã chạy ra cửa để hỗ trợ nạn nhân được đưa vào bị tai nạn giao thông cả người từ đầu đến chân đều ướt đẫm máu lúc đưa vào chỉ còn thoi thóp vài hơi thở nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức sau đó là một lượt người ra ra vào vào chi vừa chạy đến nhìn thấy đống khăn dính máu thì dạ dày đã sôi lên sùng sục cũng may cô vẫn là người mới nên được mọi người thông cảm sau lần đó tự biết bản thân đã chọn con đường này rồi thì không thể quay lại cô đã cố gắng khắc phục điểm yếu của mình hiện tại thì điểm yếu duy nhất của cô chính là tiếng còi xe cứu thương có mấy lần đang nằm ngủ ở nhà chi vẫn giật mình lao ra ngoài vì tiếng còi xe cứu thương chạy ngang mỗi lần như thế nếu có dung ở nhà thì hai người chỉ có thể nhìn nhau cười một cách bất lực chi mở ngăn tủ lấy ổ bánh mì mua từ chiều ra gặp. Một người đồng nghiệp đi ngang thò tay ngắt một miếng, nói Định giảm cân hay sao? Mà tối ngày tôi gặp bánh mì không vậy? Người đồng nghiệp chỉ hỏi cho có lệ vì biết rõ tính của chi không thích tán dóc. Quay đầu bĩu môi định rời đi thì lại nghe chi trả lời. Không có thời gian, nhẹ ăn tạm trước thôi. Đợi hết giờ làm thì mới yên tâm ăn ngon được lần đầu tiên chi chịu đáp lời nên hai người hùa vào nói không ít chuyện một vài người đi qua cũng bị kéo vào cuộc nói chuyện của hai người nói qua lại một lúc có người trong đám vô tình nhắc đến chuyện của người phụ nữ xấu khổ kia chủ đề của cuộc nói chuyện cũng lập tức đổi hướng ngoài những điều mà chi đã nghe dung kể qua cuộc nói chuyện này cô còn biết được không ít thông tin khác chẳng hạn như người phụ nữ kia tên là Ngọc, con của cô ấy tên là Bảo. Chi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tên của hai mẹ con họ. Trong đầu cô nghĩ chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Nhưng cũng không nói trước được điều gì. Vì bà Thương trước đó cũng có nói con dâu bà đã mất vào mấy ngày trước. Mà Ngọc cũng được đưa vào bệnh viện cách đây ba ngày. Và điều khiến cho cô ngạc nhiên hơn tất cả chính là Bảo vẫn không phải là con trai của Trung gã đàn ông tệ bạc kia, mà là con riêng của Ngọc với chồng trước. Liệu đấy có phải là nguyên nhân khiến gã răm rắp nghe theo lời của nhân tình mặc cho mẹ mình khuyên ngăn hay không? Nói chuyện một hồi thì cốt bệnh nhân bấm chuông, mọi người cũng vì vậy mà tản ra đi làm việc. Trong khi mọi người đi kiểm tra bệnh nhân thì Chi và một đồng nghiệp khác ở lại quỷ trực để nhập hồ sơ bệnh án vào hệ thống. Có lẽ vì quá tò mò Di đã nhập tìm tên của Ngọc trong hệ thống. Khi nhìn thấy ảnh của Ngọc, cô đã không nhịn được mà cảm thán. Quả thật là hồng nhan bạc phận mà. Kim đồng hồ điểm 12 giờ, ngày tháng trên máy tính từ 27 nhảy sang 28. Chi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi đến thang máy để lên tầng. Có một bệnh nhân được bác sĩ dặn cô cứ cách 3 tiếng thì đến kiểm tra ống truyền nên cô phải lên đó một chuyến. Vừa bước vào thang máy, Chi đã tựa đầu lên vách mà nhắm mắt lại. Ước mơ lớn nhất của cô lúc này chắc là được nằm trên một chiếc giường bông, điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút, sau đó chui vào một chiếc chăn dày, ngủ đến khi tự thức thì thôi. Thở dài một hơi, Chi dụi dụi mắt, sốc lại tinh thần. Trong đầu vừa nghĩ, sao thang máy hôm nay chậm như vậy? thì mới nhận ra bản thân vẫn chưa bấm số tầng. Chi lắc đầu dơ tay lên bảng điều khiển. Nhưng ngay lúc cô vừa chạm vào nút ấn thì đèn trong thang máy đột nhiên chớp một cái rồi tắt ngúm. Toàn bộ không gian xung quanh đều nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đây là lần đầu tiên Chi gặp sự cố thang máy. Cả người cứng đơ tại chỗ một lúc lâu mới sực tỉnh lại. Vội vàng vươn tay bấm nút khẩn cấp chẳng có âm thanh hay tín hiệu gì báo cho cô biết rằng có người đang nghe thấy lời cầu cứu của cô. Toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng đến khác thường. Chi đưa tay ấn ngực, cố gắng trấn an bản thân rằng không có chuyện gì. Nhưng khi cô vừa quay đầu thì tim như ngừng đập khi thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng bên cạnh. Chi run dậy quay đầu đi, giả vờ như bản thân không hề thấy gì cả cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải là do cô ta nên thang máy mới gặp trục trặc hay không. Cô đã có không ít lần nghe về mấy câu chuyện ma quái trong bệnh viện, nhưng cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Mọi thứ đều sẽ được chứng minh bằng khoa học, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Đấy mới là câu châm ngôn sống của Chi. Giúp tôi với! Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ truyền đến bên tai khiến chi dựng hết cả tóc gáy chi run rẩy nhắm tịt mắt lắp bắp nói tôi tôi không giúp được đâu tôi tôi chỉ mới chỉ mới đến đây thôi tôi tôi không biết gì cả người phụ nữ nghe vậy thì đột nhiên khóc nức nở đây là lần đầu tiên chi nghe được tiếng khóc thê lương thảm thiết đến như vậy giống như muốn khóc hết nỗi dè dứt oán hận ra ngoài vậy mặc dù rất sợ nhưng sau khi nghe được tiếng khóc của người phụ nữ, sự nhân ái trong chi đã trỗi dậy. Cô vẫn không dám ngẩng đầu, vì sợ thứ mình nhìn thấy sẽ là một khuôn mặt đầm đẻ máu hay một khúc ruột treo lòng thòng bên ngoài. Thậm chí là cái đầu lìa ra và đang được người phụ nữ ôm trong lòng. Lấy hết dũng khí của mình ra, chi lên tiếng hỏi. Cô, cô, cô muốn tôi giúp, giúp cái gì? Người phụ nữ nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Cô ấy quỳ sụp xuống chân chi. Chưa kịp nói gì thì đã hướng về phía cô liên tục dập đầu. Đến lúc này thì chi đã không thể làm ngơ được nữa. Cô đưa tay muốn đỡ người phụ nữ đứng dậy. Nhưng khoảnh khắc cánh tay xuyên qua cơ thể người phụ nữ khiến cô sực nhớ ra rằng người dưới mắt đã là một hồn ma. Chi thu tay lại thấp giọng nói. Cô, cô có gì còn còn vương vấn thì cứ nói đi tôi tôi giúp được thì sẽ giúp người phụ nữ cảm động ngước mắt nhìn chi đập vào mắt cô là khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà chỉ trước đó mấy phút cô đã nhìn thấy trong hệ thống của bệnh viện chi ngơ ngác trước sự trùng hợp kỳ lạ này cô mở miệng định hỏi nhưng đã bị lời cầu xin giúp đỡ của người phụ nữ cắt ngang xin cô hãy cứu con trai tôi với. Người phụ nữ vừa dứt lời, chị đã sốt sắng hỏi. Con trai là Bảo phải không? Bảo bị làm sao hả? À? Nhưng chị chưa kịp nhận được câu trả lời, thì người phụ nữ đã biến mất. Cùng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra. Bên ngoài là bảo vệ của bệnh viện. Anh ta đến sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp của thang máy. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cấp cứu như một phản xạ có điều kiện chi như một mũi tên lao ra ngoài không khí trong khu sảnh đột nhiên trở nên gấp gáp người nhà bệnh nhân đang nằm trên mấy băng ghế gần đó cũng bị tiếng khóc từ bên ngoài truyền tới làm cho giật mình chi chạy nhanh ra ngoài nhìn trên băng ca là một đứa nhỏ đang cong người ôm bụng chán ướt đẫm mồ hôi vì đau mà khóc nức nở Điều dưỡng đi bên cạnh nói Bệnh nhân uống nhầm axit đậm đặc Người nhà đã cho uống nước Để làm loãng dung dịch Nhưng mà tình hình vẫn không khả quan Lập tức đưa vào phòng cấp cứu Băng ca chạy nhanh qua dãy hành lang Tiến thẳng đến phòng cấp cứu Chi mới chạy được mấy bước Đã bị một người nắm tay kéo lại Quay ra nhìn mới nhận ra đó là bà Thương Bà Thương mặt đẫm nước mắt Giọng khàn đi vì khóc nhiều dù vậy vẫn níu lấy chi khẩn thiết cầu xin con làm ơn cứu cháu bà với cứu cháu bà với con ơi chi không che giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt cô nhanh tay đỡ bà đến băng ghế ngồi xuống gấp gáp chấn an bà rồi chạy nhanh theo xe cấp cứu tay chân vẫn luôn phiên làm việc nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ đến lời cầu xin trước đó của ngọc không lẽ Ngọc đã đoán trước được chuyện này nên mới nhờ cô giúp đỡ sao? Trải qua ba tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng Bảo cũng thoát khỏi nguy hiểm. Đứa nhỏ được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Bà Thương vừa nghe nói cháu mình không sao liền quỳ rụp xuống lạy tả bác sĩ, xong lại quay sang cảm tạ tổ tiên đã phù hộ. Bác sĩ bảo, cũng may là lúc xảy ra sự việc người nhà đã nhanh chóng cho đứa nhỏ uống nước để làm loãng dung dịch. Mặc dù dạ dày và cổ họng đã xuất hiện vết loét, nhưng chỉ cần điều dưỡng một tuần thì sẽ không sao. Chi sau khi giúp hai bà cháu làm thủ tục nhập viện xong, liền đi tới an ủi bà. Vừa nhìn thấy cô, bà đã nắm chặt tay vô cùng cảm kích mà cảm ơn dối rít. Cô không có giúp được gì nên cũng không dám nhận lời cảm ơn này. Trong lúc nói chuyện, Cô có hỏi bà, tại sao bảo lại uống nhầm axit? Axit là một loại hóa chất có nhiều công dụng, nhưng để mua được thì không phải dễ như mua rau ở ngoài chợ. Vì lúc mua, khách hàng phải khai báo mục đích sử dụng, ngoài ra còn phải xuất trình giấy tờ tùy thân để xem đã đủ tuổi hay chưa. Hơn nữa, người bán còn phải nắm giữ các thông tin liên quan đến người mua, cho nên nếu muốn mua theo quy trình thì rất khó khăn và cũng không có nhiều nơi có thể đáp ứng đủ yêu cầu để bán loại hàng hóa này. Đương nhiên vẫn có những cơ sở kinh doanh núp bóng những loại hình khác, cho nên mới có những vụ tạt axit thương tâm mà xuất phát cũng chỉ vì ghen tuông hay trả thù. Axit là loại chất nguy hiểm nên rất ít gia đình nào lại giữ trữ ở trong nhà, đặc biệt là những gia đình có trẻ em. Vì axit không màu không mùi, trẻ em sẽ không thể phân biệt được bà thương nghe chi hỏi thì trong lòng lại vô cùng tự trách nước mắt lộp bộp rơi xuống má bà nói buổi chiều lúc từ công viên về bà nghe thấy giọng bảo hơi khàn nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao hơn bình thường một phần thì nghĩ là do nó chạy dỡn nhiều nên mới như vậy phần cũng sợ đó là triệu chứng của bệnh cảm nghĩ trong đầu lỡ tối nó lên cơn sốt thật thì không biết đi đâu mà mua thuốc nên bà định ra ngoài mua sẵn trước quả thật là lo không thừa. Buổi tối bảo thực sự lên cơn sốt, đứa nhỏ ho đến chảy nước mắt, nằm trong lòng bà nội dầu dĩ bảo cổ họng khó chịu. Bà có lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho nó, xong lại lấy chai thuốc siro ho đã chuẩn bị sẵn ra cho nó uống. Ai ngờ vừa uống xong thì bảo lăn ra kêu đau, tưởng đứa nhỏ bị đau họng nên bà lấy nước ấm cho nó uống. Nhưng gần 10 phút sau đứa nhỏ bắt đầu thở gấp bụng quặn đau, cũng không nói chuyện được nữa. Bà hốt hoảng gọi cấp cứu. Lúc bác sĩ đến có hỏi, bà đã cho đứa nhỏ uống cái gì? Tay chân run rẩy bà lấy chai thuốc siro khi nãy đưa cho bác sĩ xem. Ai ngờ bác sĩ vừa nhìn thử chất lỏng bên trong, liền nói đó là axit. Cả đoàn người hốt hoảng ôm đứa nhỏ ra xe cấp cứu, dùng hết tốc lực chạy đến bệnh viện. Bà thương tự trách nói lúc đổ thuốc ra, tay màu sắc có chút khác thường, lại không ngửi được mùi gì. Đáng nhẽ dạ, bà phải sinh nghi ra mới đúng. Xem chút nữa, xem chút nữa là bà đã hại chết cháu mình rồi. Trời ơi, con Ngọc Linh Tiên có thấy được, thì làm sao nó yên nghỉ được chứ? Không ai muốn chuyện không may xảy ra. Bà Thương cũng là vì quá lo cho cháu nên mới không để ý. Hơn nữa, axit là chất không màu không mùi nên đôi khi cũng không thể phân biệt được. Chi đang an ủi bà Thương thì phía sau truyền đến giọng nói để tức giận của Trung. Đi cùng Trung còn có cả cô nhân tình trong lời đồn kia. Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, hắn cẩn thận đỡ cô ta ngồi xuống ghế gần đó. Xong lại chống nạnh quay sang mẹ mình, lớn tiếng nói. Có phải mẹ muốn hại chết con của con không? chi trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đứng chắn trước mặt bà thương thấp giọng hỏi lại. Anh kia, anh vừa nói cái gì vậy hả? Trung không thèm đếm xỉa tới cô, vẫn tiếp tục nói ra những lời khó nghe. Lần trước thì đập đầu, sau đó thì té chây cả tay. Lần này thì xém chút nữa, đã không còn mạng. Lần sau lại là gì nữa đây hả? Bà Thương đứng dậy, tay nắm lại, nước mắt giản ruộng nói. Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ cũng không biết làm sao nữa, mẹ không cố ý làm vậy đâu. Có lần nào mẹ cố ý đâu. Trung giận đến mặt đỏ bừng bừng, nói. Con quyết định rồi, tạm thời con sẽ đưa bảo cho nhà chị hai trăm sóc giùm. Mẹ nếu muốn thì về quê ở với anh bà, nếu không thì vào viện dưỡng lão, ở với mấy gì bạn của mẹ. Tiền con sẽ lo hết. Nhưng tiểu này, cho đến khi bảo lớn, mẹ không được ở đến gần nó nữa. Bà thương như chết lặng sau những lời Trung vừa nói. Còn Chi thì há hốc mồm kinh ngạc. Cô còn đang nghi ngờ rằng liệu đó có phải là những lời nói xuất phát từ một con người không nữa. Làm sao mà một đứa con có thể nói chuyện với mẹ mình như vậy được? Bà thương ngồi bịch xuống ghế, vô cùng đau lòng nói. Viện dưỡng lão là sao? Chị hai bay đi làm dâu chứ đâu phải đi chơi. Sao có thể làm phiền đến hai vợ chồng nó được? Bảo nó phải ở nhà. Chỉ cần mẹ còn sống ngày nào, thì thằng Bảo không được mang đi đâu hết. Còn bay muốn làm theo ý bay, thì kêu người tới chói mẹ lại, rồi mang đi đi. Mẹ đừng có ép con. Còn tính như vậy, là đã nể tình lắm rồi. Nếu chỉ hai thấy phiền, con sẽ mang nó đi chỗ khác. Trừ hai bữa ba bữa thì có chuyện như này, con không rảnh mà chạy tới chạy lui đâu. Trung bực bội nói, bà thương quẹt nước mắt chỉ tay mà mặt Trung. Bây giờ, mày nói vậy là sao? Thằng Bảo là con mày, mà mày nói đưa đến chỗ này chỗ kia là sao? Dù tao có vào viện dưỡng lão đi nữa, thì mày cũng phải gồng cái lưng ra mà lo cho nó. Mày không nhớ mày đã hứa gì với con Ngọc sao? Mày không sợ, nó về tìm mày hỏi tội à? Bị bà thương đụng đến chỗ đau, Trung tức tối hét lớn. Thằng Bảo, nó không phải là con của con đâu. Lúc đó vì muốn Ngọc yên nghỉ, nên mới hứa như vậy thôi. Chứ nó có máu mủ rột già gì với con đâu, mà con phải lo cho nó cả đời. Bây giờ, con có đứa con của mình rồi, con làm sao có thể vì một người ngoài mà phí sức phí tiền được chứ? Mày, mày vừa nói cái gì? Mày nói đã có con của mình là sao? Nghe bà Thương hỏi, Trung biết mình đã nói hớ, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì to tát mà phải giấu giếm trung bước đến ôm lấy vai của nhân tình nói duyên đã có con của con đứa nhỏ trong bụng cô ấy mới là máu mủ của con là cháu của mẹ để phụ họa cho lời nói của trung duyên đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng trên môi nhếch lên một nụ cười đắc ý trung không để ý đến sắc mặt của bà thương sớm đã trắng bạch Bà lắp bắp nói không thành lời. Bên tai vẫn tiếp tục vang vọng những lời nói như một lưỡi dao cứ vào trái tim bà. Con đã hứa với Ngọc sẽ lo cho Bảo. Nhưng không nói sẽ tự lo. Nếu em trai Ngọc muốn đưa cháu về nuôi, con không có ý kiến. Còn không thể con sẽ đưa nó cho nhà khác nhận nuôi. Mỗi tháng con sẽ cung cấp cho nó một số tiền nhất định. Tim bà thương đau như dao cắt. Trong lòng tự hỏi... Tại sao mình lại sinh ra một đứa con bất nhân bất nghĩa như vậy? Nhớ tới những lúc Ngọc vì gia đình mà lo đến quên ăn quên ngủ, bệnh nặng đi không nổi vẫn kháng kể cuốc kiếm tiền, quán xuyến phụ chi phí sinh hoạt trong nhà. Một câu vì chồng, hai câu vì con. Vậy mà bây giờ, nó còn chưa yên mồ mà thì chồng nó đã làm những chuyện không còn tình người như này rồi. Bà Thương nhìn thẳng và duyên với ánh mắt cay nghiệt xong lại quay sang trung trầm giọng nói nhà họ nguyễn tao chỉ có duy nhất một đứa con dâu là ngọc mày với ngọc trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng mà mày lại làm cái chuyện xấu hổ như này nếu mày dám đưa bảo đi tao sẽ xem như không có đứa con như mày xong lại quay sang chỉ tay vào mặt duyên cô đừng hòng bước qua ngưỡng cửa nhà tôi cái thứ trong bụng cô cũng không liên quan gì đến nhà tôi Tôi nói cho cô biết Dù Ngọc nó có chết Thì cô cũng đừng mơ tưởng Đến vị trí con dâu của cái nhà này Nói xong lời đó Bà Thương dứt khoát rời đi Trong tất cả những người đứng lại hỗn chuyện Chỉ có duy nhất Chi đi theo phía sau Là nhìn thấy bà khóc Có lẽ bà biết bản thân Đã ở cái tuổi gần đất xa trời nói thì được nhưng sợ là không có sức để làm nhìn theo bóng dáng gầy guộc cô đơn của bà khóe mắt chi liền đỏ theo cô đi theo bà đến phòng của bảo vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy hồn ma của ngọc đang đứng bên cạnh giường trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng ngọc cúi người muốn ôm lấy bảo một tay cô đặt lên đầu nó tay còn lại đặt lên bụng đứa nhỏ nhưng cũng giống như lần Chi muốn chạm vào cô trong thang máy, cánh tay ngọc không tiếng động xuyên qua người đứa nhỏ. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cuối cùng Chi vẫn không kìm được sự xúc động mà rơi nước mắt. Bên đây, bà thương vừa đi đến bên giường thì đã quỵ ngã, đưa bàn tay gầy guộc chai sần của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo. Trong tiếng nức nở, bà nghẹn ngào nói: "Sao ông trời phải bất công như vậy chứ? Tại sao người sống hiền lành thì luôn gặp chuyện không may? Còn người xấu xa thì lại được thành thơi. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao? mang giúp được cháu của mình đây? Chi nước mắt ràn rụa bước đến an ủi bà. Cô cũng âm thầm quan sát phản ứng của Ngọc. Cô nhìn thấy trong đôi mắt Ngọc là sự hối hận. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy hối hận vì ban đầu lẽ ra cô không nên tin vào những lời đường mật của Trung. Cô không nên tin rằng Trung sẽ vì tình cảm bao năm qua giữa hai người mà lo cho Bảo. Để rồi bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con của mình bị hắn xem như món hàng muốn đem đi đâu thì đem. Đột nhiên trên mặt Chi lộ rõ vẻ hoảng sợ vì cô vừa chớp mắt một cái liền nhìn thấy trong đôi mắt của Ngọc chảy ra hai hàng máu đỏ lòm sự đau thương trên mặt cũng đã dần chuyển sang sự oán hận cùng cực. Cô tin chắc nếu như có thể, Ngọc thật sự muốn nhảy ra bóp chết hai con người trơ chẽn ngoài kia. Bà Thương không hề biết rằng, mục đích thật sự của Trung vốn không phải là muốn đưa Duyên vào nhà. Thứ hắn muốn chính là mảnh đất nơi mấy đời tổ tiên dòng họ đã cư ngụ. Trung đã chìm sâu vào tình yêu với Duyên cô ta nói hắn gì hắn cũng nghe răm rắp không dám cãi lại lúc ngọc đang trong cơn nguy kịch lời hứa sẽ chăm sóc cho bảo của hắn là thật nhưng sau khi nghe duyên thủ thủy những lời độc địa bên tai khiến hắn như được thức tỉnh duyên nói đứa nhỏ đó không phải là con của hắn không việc gì hắn phải phí tiền của và sức lực vào con của người đàn ông khác trong khi người kia có lẽ đang tận hưởng cuộc sống xa hoa ở đâu đó duyên trời sinh miệng ngọt như mật những thứ cô ta đang có hiện tại phần lớn cũng là được đổi từ những lời đường mật kia duyên đã thăm dò và biết được mảnh đất mà cả nhà trung đang ở có giá trị lên tới hàng chục tỷ đã có người ra giá muốn mua nhưng mẹ trung lấy lý do đây là đất tổ tiên để lại nên sẽ không bán không mất bao nhiêu thời gian duyên đã thuyết phục được trung lên kế hoạch bán miếng đất đó Trung là người ít học. Lúc nhỏ, phần vì gia đình khó khăn, phần vì bản thân hắn cũng chẳng muốn đi học. Mới học xong lớp 8 thì đã bắt trước người ta trốn học, đánh nhau, trở thành một kẻ lông bông hư đốn trong mắt người khác. Nói mãi vẫn không được, bà Thương quyết định cho Trung nghỉ học. Bà nghĩ khi hắn ra ngoài xã hội làm việc, chịu đựng cái khó cái khổ của đời thì sẽ nhận ra cái nào tốt cái nào xấu, ban đầu trung cũng phải lăn lộn khắp nơi hết theo anh này lại theo chị kia phải mất mấy năm thì mới tìm được chỗ đứng có được công ăn việc làm như người ta hắn hối hận lắm nhưng hắn không dám quay về vì sợ bị chê cười trong lúc khó khăn đó hắn đã gặp được ngọc cô lúc đó cũng là người làm công ăn lương nhưng ngọc ra đời sớm là vì cha mẹ đột ngột qua đời nếu cô không ra ngoài đi làm thì cả nhà sẽ đói. 20 tuổi, Ngọc kết hôn với một người đàn ông hơn cô 10 tuổi. 3 năm sau thì bảo ra đời. Nhưng rồi người đàn ông đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ lời nào. Ngọc gặp chung khi vết thương lòng vừa khép lại. Hai người đều có nỗi khổ của riêng mình. Trong cuộc sống ồn ảo tấp nập, rồi được xe duyên từ kiếp trước mà gặp được nhau nhưng tưởng đó sẽ là một cái kết đẹp cho chuyện tình yêu của hai người nhưng đến khi có của ăn của để rồi thì trung lại quay sang sinh tật hắn ngoại tình hết lần này đến lần khác mặc cho ngọc có tha thứ bao nhiêu lần thì hắn vẫn chứng nào tật nấy trước khi gặp nạn bỏ mình trung đã đưa duyên đến gặp cô hắn dứt khoát nói rằng bản thân đã tìm được tình yêu của đời mình và muốn ly hôn với cô lúc này thì tim ngọc cũng đã lạnh cô không một lời van xin nài nỉ trực tiếp hẹn ngày cùng hắn làm đơn ly hôn nếu như hỏi cô có gì tiếc nuối thì chính là mẹ của trung bà thương đối xử rất tốt với ngọc tình cảm bà dành cho cô chẳng khác gì đối với con gái ruột của mình là người thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ sớm cô rất trân trọng tình cảm này dù vậy chuyện đã như ván đóng thuyền dù cô không muốn cũng không biết làm sao nhưng ai có ngờ đâu chuyện ly hôn còn chưa giải quyết xong thì cô đã không may qua đời trước khi chút hơi thở cuối cùng cô chỉ mong trung có thể giúp cô lo cho bảo đến khi nó thành tài nhưng ai ngờ đó cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi mà thôi lần này trung nghe lời duyên muốn đưa bà thương đến viện dưỡng lão sau đó bí mật bán miếng đất kia để đầu tư làm giàu nghĩ đến cảnh có thể sống trong một căn biệt thự khang trang, có vợ đẹp con ngoan. Chỉ cần vậy thôi mà cho dù đang ngủ, hắn cũng có thể cười đến tỉnh. Trung nghĩ, chỉ cần hắn kiếm được nhiều tiền, thì cho dù mẹ hắn có biết được chuyện này, thì cũng sẽ không trách hắn. Ngược lại, có khi còn khen hắn, có tầm nhìn xa nữa chứ. Bà Thương không về nhà, mà muốn ở lại trong chừng bảo bà sợ nếu như không có bà thì trung có thể sẽ mang bảo đi mất chi thấy bà nhất quyết như vậy cũng không khuyên nhủ nữa cô đến phòng nghỉ của nhân viên mượn được một cái giường xếp để bà có chỗ nằm nghỉ chi giận bà tranh thủ nghỉ ngơi có gì cứ bấm nút gọi y tá bác sĩ sẽ nhanh chóng có mặt sau khi thấy bà chịu nhắm mắt nghỉ ngơi cô mới đi ra ngoài tiếp tục làm việc chi vốn không biết kế hoạch của trung và duyên Cô chỉ nghĩ đơn giản là Trung không muốn nuôi con của người ta nên mới cố tình làm khó mẹ mình mà thôi. Còn đối với Duyên, đều là phụ nữ như nhau nhưng cô không biết trên đời lại có loại phụ nữ trơ chén đến mức như thế. Chi vừa lắc đầu vừa thở dài, giống như người vừa chịu đựng sự ấm ức và đau lòng kia chính là cô vậy. Từ đó cho đến khi kết thúc ca làm, Chi vẫn thi thoảng chạy qua nhìn hai bà cháu một chút và trong những lần đó cô luôn nhìn thấy Ngọc âm thầm đứng một bên quan sát. Bởi vậy mới thấy bốn chữ âm dương cách biệt có lẽ là nỗi đau lớn nhất của một đời người. 5 giờ sáng, lúc này thì thể xác của Chi đã bắt đầu dã rời, nhưng ngược lại thì tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Chi chậm rãi đi lên hành lang hẹp dài, trong đầu không khỏi nghĩ đến lời nhờ vả trước đó của Ngọc. Cô nghĩ có lẽ cứu mà cô ấy muốn nói đến không phải là cứu khi đứa nhỏ lỡ uống nhầm axit mà là cứu nó khỏi người đàn ông tệ bạc kia. Đèn trên hành lang hầu như đã tắt hết để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bệnh nhân. Đi qua dãy phòng bệnh, đối mặt với cửa sổ hướng ra đường lớn, chi đưa mắt nhìn về phía đông, phía chân trời vẫn là một khoảng đen sâu thẳm. Dường như ông trời cũng thấy buồn thay cho câu chuyện của Ngọc. Nó đi về nhà rồi. Em phải ở lại để đóng tròn vai một người phụ nữ rộng lượng và cao cả chứ. Chi nghe ra giọng nói này là của Duyên. Âm thanh truyền đến từ cầu thang bộ. Duyên đang nói chuyện với ai đó. Chi tỏ mỏ đi tới. Cẩn thận nhìn qua khe hở của cửa thì thấy Duyên đang nói chuyện với một người đàn ông người kia đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn rõ mặt nhưng qua bóng dáng có thể thấy được vẻ ngoài của người này không tồi gã đưa tay nắm lấy eo của duyên kéo cả người cô ta lại sát bên mình hành động ám muội chỉ dành cho những người yêu nhau chi đột nhiên có cảm giác muốn cười lớn hóa ra tên trung kia cũng chỉ là nạn nhân của người phụ nữ này mà thôi vậy là không thành công rồi sao gã nói duyên như người không xương dựa vào người gã nũng nịu nói tại bà già đó cẩn thận quá em đã cất công chuẩn bị axit đậm đặc vậy mà nhưng không sao thằng trung cũng bị em câu mất hồn rồi giờ em nói gì hắn cũng răm rắp nghe theo em chỉ mới nói vài câu thôi hắn đã đồng ý đưa bà già đó vào viện dưỡng lão rồi gã nở nụ cười tự hào đưa tay chạm lên sống mũi của duyên không tiếc lời tán dương hành động của cô. Nhưng hai người họ đâu biết, chi nấp ở phía trên đã nghe hết mọi chuyện. Nắm tay cô siết chặt theo bản năng, giống như bản thân vừa nghe được một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Cả người sững sờ tại chỗ, ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Bên trong chỉ còn lại sự phẫn nộ tột độ. Không ngờ hai người đó lại dám làm chuyện như vậy. Chỉ vì những ý định xấu xa kia mà nhẫn tâm đem mạng sống của một đứa trẻ ra đánh cược. Anh đã liên hệ với bên bất động sản xong chưa? Duyên hỏi. Gã đàn ông gật đầu đáp. Xong rồi. Chỉ cần em rũ được thằng Trung sang tên bến đất đó cho em, thì mọi chuyện sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta. Với mấy chục tỷ đó, em nên từ từ nghĩ xem, chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu, đầu tiên đi là vừa. Trong thoáng chốc, có lẽ viễn tưởng về một cuộc sống tiêu tiền thả ga đã hiện lên trong tâm trí cả hai. bởi vậy hai người họ mới đột nhiên bật cười. chi đột nhiên nhớ đến gì đó, cô nhẹ tay lấy điện thoại trong túi ra muốn ghi âm lại cuộc nói chuyện này, nhưng khi cô vừa cầm điện thoại lên thì lại nghe được một tin tức chấn động khác. hôm nay anh phải hỏi thăm con nhiều hơn đấy. mấy ngày tới anh phải đi công tác mà. Câu nói này của Duyên chính là một lời khẳng định. Đứa nhỏ trong bụng cô ta vốn không phải của Trung. Tất cả những gì hắn làm đều không còn ý nghĩa gì nữa. Duyên nghĩ nghĩ gì đó trong đầu rồi hỏi. Mà anh này, anh nghĩ mình có nên xử luôn thằng nhóc kia không? Thằng Trung nó nhẹ dạ cả tin. Em sợ bà già kia lại tiếp tục đem thằng nhỏ ra thuyết phục hắn sẽ mềm lòng. Lúc đó thì kế hoạch của chúng ta sẽ xem như là đi tông hết vậy em muốn tự làm hay để anh làm cả đàn ông không hề cảm thấy lời duyên nói có gì bất thường dù cho thứ cô ta đang nhắc đến chính là việc lấy đi một mạng sống của một đứa nhỏ duyên không cần nghĩ dứt khoát nói để em đi nhân lúc bà già nó còn ở đây có gì em sẽ đổ hết tội cho bà để lúc đó không chừng chúng nó sẽ cắt đứt tình mẹ con với bà luôn chứ không phải chỉ đưa đến viện dưỡng lão đâu được Vậy anh về trước Nếu không lỡ bị ai đâu nhìn thấy lại xin nghi Có gì cứ nhắn ảnh nhé Duyên gật đầu Trong mắt hiện rõ tia ác ý Anh yên tâm Đứa lớn hơn anh còn xử được Huống chỉ chỉ là một thằng nhỏ Chân đi chưa vững Em sẽ khiến nó mãi mãi câm miệng Giống như mẹ của nó vậy Gã đàn ông nhanh chóng rời đi Mà không biết bí mật của hai người Đã bị người khác nghe được chi trợn mắt đưa tay bịt chặt miệng không thể tưởng tượng được những gì bản thân vừa nghe là sự thật trong giây phút nghe được những lời kia cô mơ hồ đã quên mất việc hô hấp hóa ra trước mặt cô không chỉ đơn giản là một người đàn bà mưu mô mà còn là một tên sát nhân không có tính người chi sợ hãi quay người muốn rời đi trước khi bị duyên phát hiện nhưng lúc cô quay đi ống tay áo vô tình mắc vào tay nắm cửa cánh cửa bị kéo ra truyền đến một âm thanh kẽo kẹt rõ ràng ngay lập tức duyên quanh ngoắt đầu đi nhanh về phía cánh cửa khoảnh khắc duyên mở cửa ra thì chi vừa kịp chạy đến chỗ ngã rẽ ở góc độ của duyên thì cô ta chỉ nhìn thấy được người chạy đi mặc đồng phục y tá còn mặt mũi ra sao thì cô ta không nhìn ra được trong đầu cô ta đột nhiên có chút lo sợ không biết người kia đã nghe được bao nhiêu chuyện của hai người rồi. Chi chạy một mạch về trước, cô chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu, chỉ biết là cô phải nhanh chóng rời đi trước khi Duyên nhìn thấy cô. Với tính cách của cô ta, có lẽ cô sẽ là người tiếp theo bị cô ta giết chết để che giấu tội lỗi của mình. Chi không biết rằng lúc cô vừa rời đi, hồn ma của Ngọc đã xuất hiện bên cạnh Duyên. Nhưng trạng thái hiện tại của Ngọc có gì đó rất khác thường. Trước đó, khi xuất hiện trước mặt Chi, trên người cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, tóc xõa ngang vai, mặt mày tái nhợt. Mặc dù trong đôi mắt cô chất chứa sự đau thương và bất lực, nhưng trên gương mặt cô vẫn hiện rõ vẻ hiền lành nhân ái. Còn hiện tại, đôi mắt Ngọc đã biến thành màu đỏ như máu. Bên trong là sự oán hận cùng cực, giống như muốn nhai xương uống máu kẻ thù của mình. Từng ngón tay của cô lộ ra những móng vuốt sắc bén, toàn thân phủ đầy sát khí. Với cái nhìn chết chóc, cô đạp lên không khí, giơ móng vuốt hướng thẳng tới cổ họng của Duyên. Nhưng ngay khi Ngọc vừa bay đến chỗ của Duyên, còn chưa kịp chạm vào, thì đã bị một lực đẩy bay ra sau. Cú đẩy mạnh khiến Ngọc ngã quạch xuống đất, linh hồn của cô trở nên nhợt nhạt, như sắp bị tiêu tán. Cùng lúc, đèn trong dãy hành lang nhá lên một cái rồi tắt ngốm. Duyên bị giật mình vì không gian tối om, cảm giác lạnh lẽo đánh mạnh vào gáy khiến cô ta theo phản xạ dạ liền đưa tay lên xoa xoa. Ống tay áo bị kéo lên để lộ ra chuỗi vòng tràng hạt vô cùng quen thuộc. Đó chính là cái vòng tay mà Ngọc đã leo hơn 300 bậc thang mới thỉnh về được cho bảo thời điểm đó không hiểu vì sao bảo cứ hay quấy khóc giữ đêm cả người uể oải không có tinh thần nghe người xung quanh nói có thể bảo đã bị thứ gì đó đi theo nên ngọc đã đến chùa thỉnh chàng hạt đó về bao nhiêu sự thành tâm và tình yêu của cô đều đặt hết vào bên trong đó vậy mà giờ nó lại nằm trên người của duyên sở dĩ ngọc nhận ra nó vì chữ trên mỗi một viên chàng hạt đó đều là do cô khắc lên dù nét chữ siêu vẹo nhìn không ra hình nhưng nó là tất cả tình yêu thương của cô làm sao duyên có thể có nó được chứ bà thương chắc chắn sẽ không đem nó đưa cho duyên vì bà biết nó có ý nghĩa như nào với hai mẹ con cô cho nên chỉ có thể là trung hoặc là cô ta tự mình cướp lấy nghĩ đến chuyện thứ mình vất vả có được để phù hộ cho con trai hiện tại lại trở thành bùa hộ mạng của người khác khiến sát khí trong ngọc càng trở nên nồng đậm ngọc không hề biết rằng nếu như tiếp tục như vậy cô có thể sẽ biến thành quỷ vạn kiếp không được siêu sinh ở bên kia chi không hề biết được tình trạng của ngọc cô chạy một mạch đến trước phòng bệnh của bảo rồi cứ thần người đứng ở đó cô đã quá hoảng khi biết được mọi chuyện nhưng liệu mọi người sẽ tin lời cô nói sao về cái chết của ngọc nếu như có chứng cứ thì đã không để xác cô cô độc nằm đó đến bây giờ chi hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào trong bà thương thấy cô cũng nhanh chóng đứng dậy chi bước tới kiểm tra tình trạng của bảo sau đó thông báo đứa nhỏ đã hạ sốt hiện tại không có gì đáng lo nữa nhưng để yên tâm thì nên để nó ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa bà thương cảm kích cúi đầu cảm ơn Nhìn bà như vậy khiến cô chẳng thể cầm lòng được. Cô ngồi tâm sự với bà một hồi, rồi thuận miệng hỏi. Hôm qua, bà nói là thấy bảo có triệu chứng bị sốt, nên mới chạy đi mua thuốc phải không? Bà mua ở đâu vậy ạ? Nếu như là nhà thuốc bán lầm, thì phải bắt họ chịu trách nhiệm mới được. Bà thương lắc đầu nói. Thuốc đó không phải là bà mua. Lúc bà chuẩn bị đi mua thuốc, thì gặp thẳng Trung, đang đi với cô Duyên kia. Nghe nói bảo nó bị bệnh. Cô ta sốt sắng lắm. Nói để cô đi mua rộm. Bà cũng không biết cô ta đi mua ở đâu. Nhưng chắc chắn không phải là cửa hàng uy tín. Nếu không bảo sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Chi nhữ mày lại. Lại hỏi. Vậy lúc bà mở chai thuốc ra. Có phải là rất dễ dàng không? Kiểu như là nó đã được mở ra từ trước ấy bà thương đã sống hơn nửa đời người rồi chi chỉ mới nói vậy thôi bà liền hiểu ý cô ngay nhưng bà không dám tin người phụ nữ đó lại dám làm chuyện tày trời như vậy có phải con nghi là sao con duyên nó làm không bà hỏi chi thấy chuyện đã tới nước này hơn nữa không biết sắp tới duyên sẽ làm ra chuyện gì nữa nên cô quyết định kể hết mọi chuyện cô đã nghe được cho bà nghe Bà Thương nghe xong thì vừa tức giận vừa đau lòng. Bà ngã ngồi trên sàn, tay đập bộp bộp vào lồng ngực, ngờ mặt kêu trời. Ông trời ơi! Ông ở trên đó có nhìn thấy không? Kẻ ác đang lộng hành đây này! Trời ơi! Sao số tôi lại khổ như vậy? Tôi phải đưa con bán tâm cho giặc. Tôi phải làm sao đây? Tôi không còn mặt mũi nào nhìn người nữa rồi. Trời ơi! tiếng khóc xé gan xé ruột của bà vang vọng cả tầng lầu nhưng cũng không kéo lại bao nhiêu sự chú ý vì ai cũng nghĩ là bà vừa nhận được tin dữ từ bác sĩ lúc này chi mới vội ngăn bà lại nói bà đừng khóc nữa lỡ để xuyên nó nghe được biết mình bị lộ mặt cô ta sẽ chạy mất lúc đó chúng ta sẽ không thể lấy lại công bằng cho bà và ngọc được nữa bà thương nghe vậy thì lập tức dừng khóc dù trong lòng vẫn cứ như dao cắt, nhưng bà vẫn nuốt nước mắt vào trong, ngồi xuống ghế, nắm chặt lấy tay cháu trai như một sự an ủi. Đã đến giờ tan làm nên chi phải trở về. Cô dặn bà thương trước mắt đừng rời khỏi bảo, con bản thân thì sẽ nghĩ cách để phơi bày tội lỗi của Duyên, cũng là để cho chung sớm sáng mắt ra. Chi đứng trước một cánh cửa gỗ có phần cũ kỹ. Vài chỗ trên cánh cửa đã bị mọt cắn phá nghiêm trọng. Chốt cửa bằng sắt cũng đã rỉ xét không ít. Cô đặt tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ một cái, cửa lên mở toang. Phòng khách được bố trí theo phong cách vô cùng tối giản. Một bộ bàn ghế gỗ đã cũ, vài chiếc tủ đựng đồ vật linh tinh, một cái bàn thờ gỗ cũng cũ nốt. Bên cạnh phòng khách là một cái ban công nhỏ, có rất nhiều loại cây được đặt ở đó. Cây nào cũng tươi tốt, cho thấy chủ nhân của ngôi nhà chăm sóc chúng rất tận tâm. Có tiếng người nói chuyện, Chi vừa chớp mắt liền thấy bên ngoài xuất hiện hai người phụ nữ, một người là Ngọc, người còn lại là Duyên. Ngọc vẫn đang tập trung tưới cây, dường như không hề để ý đến Duyên vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Thì ra Duyên đang nói cho Ngọc nghe tình cảm của Trung đối với cô ta sâu đậm như thế nào. Hắn chiều chuộng và yêu đương cô ta ra sao? Có lẽ sợ Ngọc không đồng ý ly hôn nên mới đến tận đây nói những lời như vậy để cô hết hy vọng mà đồng ý ký tên. Nhưng Duyên không hề biết rằng trái tim Ngọc đã sớm ngồi lạnh. Ngay khoảnh khắc Trung đưa cô ta tới trước mặt cô thì cô đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Sở dĩ cô vẫn dây dưa không muốn ly hôn là vì người mẹ chồng mà cô xem như mẹ ruột kia mà thôi. Cô nghĩ tôi ngu như trông. Nghĩ rằng cô thật sự yêu anh ta sao? Tôi sớm đã nhìn ra thứ cô muốn là gì rồi. Dù tôi có ly hôn và rời khỏi căn nhà này thì cô cũng không lấy được bất kỳ lợi ích nào đâu. Trung vẫn còn chị hai, vẫn còn anh ba. Cô nghĩ cô có thể chiếm được lợi lộc gì từ căn nhà này chứ? Ngọc thẳng từng vạch trần mục đích của Duyên, còn không tiếc lời chế nhạo kế hoạch ngu ngốc của cô ta. Sống với nhau cũng được mấy năm, con người chung như thế nào Ngọc còn không rõ hay sao. Mặc dù Duyên là một người phụ nữ có tính cách tồi tệ, nhưng cô ta xinh đẹp, thông minh và chắc cũng đã tiết kiệm được một kha khá tiền với tài năng định nọt của mình. Làm sao một người như cô ta có thể để mắt tới chung được chứ? Cho nên từ lúc Duyên xuất hiện, Ngọc đã nhìn thấu lớp mặt nạ của cô ta từ lâu rồi. Duyên tức lắm, nhưng vẫn ra vẻ ngạ mạn. Tôi có lấy được lợi lộc gì hay không? Thì cũng là chuyện của tôi. Chỉ cần cô và đứa con hoang kia cuốn gói giờ đi là được rồi. Bà chữ đứa con hoang vừa bật ra khỏi miệng Duyên đã thành công chọc giận Ngọc. Cô đặt bình nước trên tay xuống, ánh mắt trở nên mạnh mẽ khác thường. Lời nói ra cũng không biết là thật hay giả vì câu nói này của cô. Tôi sẽ không đi hôn với Trung nữa. Mẹ Trung xem tôi như con gái ruột trong nhà. Bà ấy từ lâu cũng đã không còn niềm tin đối với Trung nữa. Cô nghĩ nếu như tôi nói không muốn ly hôn thì bà sẽ vui đến mức nào? Duyên tức đỏ mắt lớn tiếng nói. Nhưng Trung đã không còn yêu cô nữa rồi. Ngọc nhếch mép cười. Bộ dạng tức giận của cô ta khiến cô có phần hả hê Vậy thì sao? Tôi nói cho cô biết, dù tôi không còn yêu chung nữa, thì tôi cũng sẽ không buông tha cho anh ta. Chỉ cần tôi còn ở trong căn nhà này, thì cô đừng hòng có cửa bước vào đây. Mẹ chồng tôi sắp về rồi, bà không thích người lạ vào nhà, mời cô về cho. Qua cách nói của Trung về Ngọc, khiến Duyên cứ nghĩ cô là một người nhà quê. Quanh năm bù đầu với công việc mưu sinh, còn phải gánh trên vai trách nhiệm với con cái, gia đình là người nhút nhát, suốt ngày chỉ biết hầu chồng dạy con, gặp ai cũng cúi đầu giả thưa. Nhưng người trước mắt có chỗ nào giống với cách miêu tả đó chứ? Chỉ giống như một du hồn đứng ngoài cuộc nói chuyện với hai người họ. Cô cũng rất ngạc nhiên với cách nói chuyện rất khoát và mạnh mẽ của Ngọc. Thế nhưng khi để ý kỹ lại, cô có thể thấy rõ giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt. Hóa ra, Ngọc chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi những tưởng ngọc đã nói tới mức như vậy rồi thì sẽ làm cô ta thay đổi suy nghĩ nhưng không vì chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy nên duyên đã rất tức giận duyên vừa đi được mấy bước liền quay đầu lại chi đứng phía xa dường như đã nhận ra được ý định của cô ta cô nhanh chân chạy lại đứng chắn trước mặt ngọc nhưng chi trong mắt của hai người họ vẫn không tồn tại cánh tay của Duyên xuyên qua người cô, đẩy Ngọc bay xuống lầu. Chi nhìn Ngọc chơi với rồi rơi xuống bên dưới, tim như ngừng đập, hốt hoảng kêu lớn. Không! Cô bật dậy từ trên giường, ngơ ngác nhìn cánh tay của Dung đang dơ ra trước mặt mình. Làm sao vậy? Chi lên tiếng hỏi, Dung chừng mắt nhìn cô nói. Là tôi hỏi bà mới đúng đấy. Nằm mơ thấy cái gì mà la dữ thần vậy? tôi còn tưởng bà gặp quỷ không chứ? Chi đưa tay ôm đầu, bên trong lồng ngực là tiếng tim đập thành thịch. Cô vẫn chưa thoát ra được giấc mơ khi nãy. Nhưng rồi trong đầu cô chợt xuất hiện một suy nghĩ, đó có thật sự là giấc mơ không? Hay đó chính là những gì đã thực sự xảy ra với Ngọc? Chi vuốt mặt, cười như không cười, nói Chắc tôi gặp quỷ thiệt rồi bà ơi. Từ lúc đi làm về, Chi luôn suy nghĩ phải làm sao mới vạch trần được tội lỗi của Duyên. Nhưng cô không phải là công an, cũng không có năng khiếu trinh thám. Cô biết rõ, muốn kết tội một ai đó thì thứ quan trọng nhất chính là chứng cứ. Buổi sáng lúc tan làm về, Chi đã cố tình đi khắp các tiệm thuốc xung quanh để hỏi xem Duyên đã mua chai siro đó ở đâu. Vì cô nghĩ có lẽ cô ta đã mua chai siro ở một tiệm thuốc gần đây, sau đó mới đổ axit đậm đặc vào trong. Nhưng đó chẳng khác nào mò kim đáy bể, vì siro ho là một loại thuốc phổ biến, hàng ngày có đến mấy chục người mua. Đã vậy, cái cách miêu tả của Chi cũng vô cùng trừu tượng, vì cô không có hình ảnh của Duyên, nên khi nghe cô nói, ai cũng làm vẻ mặt khó hiểu, rồi nhìn cô với ánh mắt vô cùng phán xét. Chi trở về nhà thì đã dã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Cô còn chưa bỏ gì vào bụng mà đã ngủ quên mất. Giờ thì dạ dày cũng bắt đầu quặn lên từng cơn. Cô thẫn thở đi tới tủ lạnh, lấy ổ bánh mì cứng chẳng khác gì khúc cỗ nhét vào miệng. Cả người cứ lâng lâng như đang trên mây. Chỉ đến bệnh viện làm việc như mọi ngày, nhưng sự nặng nề trên gương mặt lại không thể che giấu được. Cô sợ sẽ gặp phải hồn ma của Ngọc. Trước đó, Cô đã nói sẽ làm hết sức mình, nhưng giờ lại lực bất tổng tâm. Vài người đồng nghiệp nhìn thấy Chi như thế thì lo lắng hỏi thăm, nhưng cô cũng chỉ qua loa trả lời rồi thôi. Lúc đến bệnh viện, Chi mới biết được một chuyện. Em trai của Ngọc là Thạch đã xin về được. Tối nay cậu sẽ đáp máy bay xuống rồi chạy thẳng đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác. Nếu linh hồn gắn liền với thể xác thì có nghĩa là tối nay sẽ là đêm duy nhất Ngọc còn ở bệnh viện này, cũng là lần cuối cùng cô ấy có thể nhìn thấy Bảo. Chi không biết liệu hồn ma có kỳ ánh sáng hay không, nhưng mỗi lần Ngọc xuất hiện thì đèn xung quanh luôn nhấp nháy hoặc tắt ngúm một cách thần kỳ. Thời điểm hiện tại, đèn trong bệnh viện vẫn còn bật sáng. Dãy hành lang dài hẹp là nơi có nhiều câu chuyện ma quỷ nhất cũng đang sáng như ban ngày. Trong lúc làm việc, đôi mắt chi luôn cố ý nhìn vào những góc tối mong nhìn thấy hồn ma ngọc thêm lần nữa ban đầu cô có chút áy náy nhưng nghĩ rằng sau hôm nay ngọc sẽ rời đi khiến cô rất muốn gặp để nói lời xin lỗi với cô ấy nhìn cửa thang máy đóng rồi lại mở chi do dự một hồi rồi đi vào trong như lần trước cô không nhấn nút chọn số tầng ánh mắt có chút mong chờ liếc nhìn xung quanh nhưng không giống như lần trước. Đã 10 phút trôi qua, nhưng vẫn không có gì bất thường xảy ra. Thất vọng, đưa tay định ấn số tầng, thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trùng hợp làm sao mà người bước vào lại là duyên. Nhìn số tầng mà cô ta vừa ấn thì chắc là muốn đến phòng bệnh của bảo. Chi sẽ cảm thấy rất cảm động nếu như không nghe được cuộc nói chuyện hôm qua. Còn hiện tại, cô chỉ cảm thấy ghê tẩm khi đứng chung trong một không gian với con người này mà thôi bầu không khí trở nên tĩnh lặng khiến chi có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của mình đột nhiên duyên quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét hỏi cô là người y tá hôm qua phải không chi trận mắt nhìn duyên cô cứ nghĩ hôm qua bản thân đã chạy đủ nhanh ai ngờ vẫn bị cô ta nhìn thấy sao thang máy giống như là một ngõ cụt mặc dù bên trong có camera nhưng nếu duyên thực sự muốn giết cô thì dù có camera hay không thì cô ta cũng sẽ ra tay mà thôi chi theo bản năng áp sát người vào một góc ánh mắt nhìn lên bảng điện tử phía trên cô thầm tính toán trong đầu nếu như cô xông ra ngay khi cửa thang máy vừa mở thì có bao nhiêu phần trăm sẽ thoát được duyên nhữ mày ngày càng lâu thấy chị không trả lời liền tức giận nói này cô có phép lịch sự không đấy hả Sao tôi hỏi mà cô không trả lời thần kinh chi căng như dây đàn ấp ống hỏi hả cô cô, cô cô hỏi cái gì duyên hừ một tiếng không hài lòng lặp lại câu hỏi khi nãy tôi hỏi cô có phải là người y tá hôm qua đứng đỡ bà già kia lúc chúng tôi nói chuyện không chi ngơ ngác nhìn hồ lô mới hiểu được hóa ra ý của cô ta là như vậy cô đưa mắt nhìn duyên dù đã hiểu được ý nhưng không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô ta đúng lúc cửa thang máy mở ra hai người cùng nhau bước ra ngoài nhưng trước khi rời đi cô không nhịn được nói cha mẹ cô không dạy cô cách xưng hô với người lớn tuổi sao đủ thiếu giáo dục nói xong thì quay lưng bỏ đi để lại duyên dẫn đến đỏ người. Nhưng vì muốn giữ hình tượng tốt đẹp nên không dám làm căng. Dù vậy, trong vài giây, cô ta cũng đã tiện thể hỏi thăm mấy đời tổ tiên của Chi rồi. Chi lên tầng này vốn là để đi thăm hai bà cháu, nhưng lại thấy cô duyên xuất hiện, nên thôi. Đi được mấy bước, thấy cô ta đã bước vào phòng bệnh, liền quay đầu muốn vào thang máy để trở lại sảnh nhưng trong lúc đợi thang máy một tiếng thét lớn chuyển đến khiến cô giật bắn mình cả một tầng lầu rung lên như vừa xảy ra một cơn địa chấn nghĩ là đã có chuyện không hay xảy ra chi nhanh chân chạy vào phòng bảo cửa vừa mở thì duyên với cánh tay đẩy máu từ bên trong chạy ngược ra nếu như cô không phản xạ nhanh né đi thì cô đã bị cô ta đụng trúng rồi bà thương bên trong vừa khóc lớn vừa mắng Đứa nào dám Đứa nào dám mang cháu tao đi Tao liều cái mạng giả này với nó Không có đứa nào được đụng vào cháu của tao hết Chi đi vào trong Thì nhìn thấy trên sàn vương vãi vài giọt máu Còn có mấy hạt tràng giải rác ở trên đất Chắc là Trong lúc bị bà thương tấn công Cô ta đã theo phản xạ đưa tay lên đỡ Vì vậy mới khiến cánh tay bị thương Dây đeo trên cổ tay cũng vì thế mà bị đứt trên tay bà thương vẫn còn lăm lăm con dao dọc giấy. Có lẽ bà đã lấy nó ở quầy trực nhân lúc nhân viên không có ở đó. Bà thương như một người loạn trí, đến cả chi cũng không thể bước lại gần được. Bà đứng bên giường, một tay chĩa dao về phía cửa, một tay dơ ra, che cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Tiếng hét kéo theo sự xuất hiện của không ít người. Chẳng ai để ý đến người bị hại, duyên đã chạy đi đâu. Tất cả đều dồn sự chú ý vào một mình bà Thương. Trong tất cả những người trong phòng thì Chi là người tương đối thân với bà nhất nên cô đại diện mọi người bước lên trấn an bà. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi Duyên bước vào bên trong, cô tò mò không biết cô ta đã nói gì mới khiến bà kích động đến như vậy. Bà thương nước mắt lưng chồng cùng khuôn mặt già nua đã trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời nhìn chằm chằm những người trong phòng miệng mấp máy không được mang bảo đi không được mang bảo đi không được mang bảo đi sau một hồi nói chuyện chi phải bảo đảm rằng không ai được mang bảo đi thì bà thương mới chịu buông dao xuống vài y tá bước đến kiểm tra tình hình đứa nhỏ thuận tay mang con dao rời đi Bà Thương lúc này mới không ngừng run rẩy, Một tay bà nắm lấy chi Như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng Giọng khan khan nói Nó nói Đã tìm được nhà nhận nuôi bảo Nên muốn đưa bảo đi ngay Sao nó có thể tàn nhẫn như vậy chứ Sao tôi có thể nuôi ra một đứa con như nó chứ Trời ơi là trời Tiếng than trời của bà Thương Không biết có thấu tận trời xanh hay không nhưng chắc chắn đã chạm đến đáy lòng của mọi người hai bà cháu chẳng có máu mủ ruột già gì vậy mà bà thương lại vì cháu mình thậm chí còn ra tay chém người nhìn cách bà bảo vệ bảo ai lại nỡ chia cắt hai bà cháu họ vậy chứ duyên ôm cánh tay chạy tới lối thoát hiểm nhìn máu vương vãi dưới sàn ai cũng nghĩ chắc cánh tay cô ta đã bị chém lìa nhưng thực ra không hề nghiêm trọng như vậy ban đầu cô ta chỉ muốn đến đây để diễn tròn vai của mình mà thôi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đề phòng của bà thương cô ta không nhịn được muốn chọc tức bà một chút ai ngờ đâu bà lại giữ một con dao dọc giấy trong người cô ta chỉ vừa nói sẽ đem bảo đi thì bà liền cầm dao hướng về phía cô ta mà chém tới vì quá bất ngờ nên duyên đã lấy tay ra đỡ lưỡi dao chém đứt dây chẳng hạn cánh tay cô ta cũng bị rạch xuống một đường. Vết thương không sâu nên cô ta vừa xuống tới tầng 3 thì miệng vết thương đã sắp khép lại. Duyên đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay, không cam lòng mà nói. Bà giả đó, không ngờ lại dám làm chuyện như vậy. Bà cứ thử xem, lúc bà bước chân vào viện dưỡng lão, tôi có trọt trùng gửi tiền vào hay không? Đồ bà giả không biết điều duyên mắng xong liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho trung để cáo trạng vừa mở khóa xong còn chưa kịp làm gì thì màn hình điện thoại đột nhiên tối đen cô ta chạm tay lên màn hình chính giữa không hình liền xuất hiện một biểu tượng hình tam giác đó là giao diện của một đoạn video duyên đưa tay ấn lên màn hình một cái bên trong liền bắt đầu trình chiếu một đoạn phim mà khung cảnh đập vào mắt lại vô cùng quen thuộc đó chính là cảnh tượng cô ta lao tới đẩy ngọc xuống lầu. Duyên hốt hoảng, đả mắt nhìn quanh. Cô ta bấm lung tung trên màn hình để xem đoạn phim này, suốt cuộc là do ai gửi tới. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy được. Đoạn phim đó cứ như có chân mà chạy vào điện thoại của cô ta vậy. Một thứ gì đó thoáng qua dưới khóe mắt. Duyên vừa quay đầu nhìn, liền bị một cặp mắt đỏ như máu dọa cho điếng hồn điện thoại trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ nát duyên lảo đảo đưa tay bám vào tay vịn cầu thang như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính chuỗi hạt đã đứt trên người cô ta đã không còn bất kỳ bùa hộ mạng nào cho nên thứ cô ta đang nhìn thấy chính là hồn ma chứa đầy sát khí của ngọc trái tim duyên như bị bàn tay của ai đó xuyên vào lồng ngực bóp chặt lấy hô hấp dần trở nên gấp kháp. vừa nhìn thấy ngọc, những hình ảnh về ngày hôm đó dần hiện rõ trong tâm trí. hồn ma của ngọc đã quay về tìm duyên báo thù. ý thức được điều này, duyên quay người muốn chạy khỏi chỗ đó, nhưng cô ta vừa quay đầu lên bắt gặp ngọc đang đứng sau lưng, nở nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô ta. duyên hét lên một tiếng, quay lại chạy xuống tầng bên dưới bệnh viện buổi tối đặc biệt yên tĩnh vì thế hầu như tất cả mọi người ở gần đó đều nghe rõ một một tiếng hét của duyên mọi người bắt đầu nhốn nháo không biết đã có chuyện gì xảy ra vài ba người bắt đầu chạy quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét kia bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng ở bên đây mọi người vì tiếng hét của duyên mà nhốn nháo còn bên kia duyên vì tiếng cười của ngọc mà chạy bán sống bán chết cô ta chạy tới đâu cũng bị ngọc đoán đầu chặn lại dường như ngọc đang chơi trò mèo vần chuột với cô ta vậy duyên chạy băng băng trên dãy hành lang hẹp phía xa là bóng tối sâu thẳm không nhìn thấy được điểm cuối không biết đã chạy bao lâu đến khi đụng phải bức tường cuối con đường cô ta mới nhận ra bản thân đã chạy vào ngõ cụt duyên dựa lưng vào tường quay đầu nhìn hồn ma của Ngọc đang dần phóng đại trong tầm mắt. Duyên vô cùng suy sụp, hồn ma của Ngọc như một đám mây đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô ta, khiến cô ta nhanh chóng nhận ra được hoàn cảnh của mình. Trong ánh mắt mang theo sự kinh hãi rõ ràng, cô ta quỳ sụp xuống, tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ. Xin cô, hãy tha cho tôi, tôi, tôi hứa sẽ tránh xa gia đình cô, Xin cô đừng giết tôi Nghe Duyên nói như vậy Ngọc trở nên vô cùng kích động Gần giọng nói Nếu biết trước Sẽ có kết cục này Liệu cô có hành động giống như vậy hay không Bảo nó chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi Cô giết chết tôi Biến nó thành một đứa trẻ không cha không mẹ Sở biết mình không thoát được Thì lại quay sang cầu xin sao Duyên mặt cắt không còn giọt máu Giọng nói càng ngày càng nhỏ Nhưng vẫn cố ra vẻ đáng thương mà cầu xin Là, là tôi mù quáng Là tôi, tôi bị chung Chắc chắn hắn đã cho tôi uống bổ mê thuốc lú gì đó Nên tôi mới bị hắn làm nhiều chuyện như vậy Xin cô đừng giết tôi Trong bụng tôi còn có đứa nhỏ Đứa nhỏ vô tội mà Duyên nói xong liền khóc giống lên giống như bản thân cô ta thực sự là một người vô tội vậy. Nhưng Ngọc đâu dễ mềm lòng. Cô thừa biết bộ dạng kia chỉ là giả vờ mà thôi. Không một tiếng báo trước, Ngọc vụt một cái, liền xuất hiện trước mặt Duyên. Không để cô ta có thời gian phản ứng, cánh tay Ngọc đã siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta. Duyên trợn to mắt, cổ họng bị siết chặt, khiến cô ta chẳng thể hét lên cầu cứu hai chân cũng dần rời khỏi mặt đất. Trước mắt, dân trở nên trắng xóa, hai tay cô ta đưa lên, muốn kéo tay Ngọc ra, nhưng vô dụng. Ngược lại, trên cổ bắt đầu xuất hiện những vết cào sâu dớm máu. Trong sự phẫn nổ, Ngọc gầm lên. Đứa nhỏ của cô là vô tội, vị bảo của tôi thì không vô tội sao? Duyên nghe vậy, thân thể liền có chút run lên. Sự trột dạ hiện rõ trên khuôn mặt. Cả đời này, Duyên đã đạp lên không biết bao nhiêu người để có được vị trí của ngày hôm nay. Người muốn tìm cô ta trả thù cũng có, nhưng mỗi lần như vậy, cô ta đều có thể dễ dàng vượt qua. Cô ta tự tin rằng bản thân có ông trời phù hộ. Kiếp trước đã làm rất nhiều việc thiện, nên kiếp này mới được như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nhận được cái chết lại đến gần như thế. Nước mắt như bị kích thích rơi xuống như mưa, miệng mấp máy nói không thành lời. Hơi thở ngày càng trở nên khó khăn, hô hấp dồn dập nhưng cảm giác thiếu oxy vẫn còn đó. Cho đến giây phút duyên tưởng rằng bản thân sẽ chết thì cổ họng dần được thả lỏng, cả người cô ta ngay lập tức ngã trên đất. Duyên cúi người, hít lấy hít để, từng luồng không khí nhanh chóng chạy vào phổi trên mặt cô ta vẫn chưa hết hoảng sợ trong một giây trước ngọc thực sự đã muốn bóp chết duyên nhưng cô ta nói đúng đứa nhỏ là vô tội nếu như cô hại chết đứa nhỏ thì cô và duyên có khác gì nhau cơ chứ hơn nữa giết cô ta rồi cô cũng chẳng sống lại được duyên cứ nghĩ những lời cầu xin của cô ta đã khiến ngọc cảm động mà tha chết cho nhưng ngay lúc đó cô ta vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt chính là nụ cười đầy quỷ dị của Ngọc. Trong không khí truyền đến sự tĩnh lặng đáng sợ, hồn ma của Ngọc dưới con mắt kinh hãi của Duyên chậm chậm biến đổi. Trên đầu cô đột nhiên xuất hiện vết lõm, máu chậm, chậm chậm chảy xuống mặt, thấm ướt một bên má và cả chiếc váy trắng trên người. Không dừng lại ở đó, chân trái và tay trái vì va đập mà xương đâm qua lớp da mỏng lòi cả ra ngoài hình dạng cũng trở nên vặn vẹo khác thường. Phần đầu bị va đập mạnh đến mức một bên mắt gần như rơi ra, nửa khuôn mặt máu thịt lẫn lộn. Bộ dạng trông vô cùng kinh khủng. Duyên đờ đẫn ngồi một chỗ, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như một cỗ máy rỉ sét Hồi lâu sau vẫn không thể phản ứng được. Mà trước mắt cô ta, Ngọc vẫn giữ nguyên hình dáng kinh khủng đó, rồi dần dần tan biến vào hư không nhờ đứa nhỏ trong bụng mà Duyên đã thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng trước khi Ngọc rời đi, cô đã khiến cho Duyên cả cuộc đời này phải khắc sâu hình ảnh kia vào đầu. Để từng giây từng phút, cô ta đều phải sám hối với tội lỗi của mình. Hơn 10 phút sau, Duyên cuối cùng cũng được một nữ điều dưỡng tìm thấy trong bộ dạng như một người mất hồn. Mặc cho người kia có hỏi gì, thì cô ta cũng không phản ứng. Không còn cách nào nữ điều dưỡng đành phải bước đến muốn đỡ cô ta dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay bị nắm lấy, Duyên như phát điên mà cắn vào tay của nữ điều dưỡng. Sức cắn vô cùng mạnh, giống như muốn cắn đứt miếng thịt trên cánh tay cô ấy xuống vậy. Tiếng la hét của nữ điều dưỡng kéo theo rất nhiều người chạy đến. Nhưng dù đã làm mọi cách, cô ta vẫn không nhả cánh tay cô ấy ra. Phải đến khi một bác sĩ chạy đến tiêm thuốc an thần vào người, thì nữ điều dưỡng mới được cứu thoát lúc được kéo ra, cả cánh tay nữ điều dưỡng đều làm máu. Cô ấy lập tức được đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương. Lúc chị nghe được chuyện của Duyên thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không phản ứng gì nhiều, vì cô nghĩ trên đời này thực sự tồn tại thứ được gọi là nhân quả. Chỉ cần là người làm việc xấu thì thế nào cũng có lúc phải nhận lấy hậu quả mà thôi. Hơn 9 giờ, thì Thạnh về tới bệnh viện. Ban đầu cậu muốn hỏa thiêu xác của Ngọc để tiện chăm sóc vì cậu còn phải đi làm. Mà trong nhà thì chỉ còn hai chị em họ mà thôi. Nhưng bà Thương đã đi đến và cầu xin Thạnh hãy để cho bà được lo bàn thờ của Ngọc để bà có thể thay con trai chuộc lại lỗi lầm của nó. Thạnh nghe vậy thì rất đắn đo nhưng thấy bà Thương chân thành như vậy cậu cũng không thể từ chối Cuối cùng Thạnh và bà Thương đều thống nhất sẽ đem Ngọc về dưới quê bà để an táng. Bà còn thẳng thắn nói với Thạnh, bà thà gạch tên Trung ra khỏi gia phả, trừ nhất quyết không để mất đứa con dâu như Ngọc. Chính vì câu nói này của bà mới khiến Thạnh thay đổi quyết định hỏa thiêu xác của Ngọc. Về phần của Trung, sau khi nghe nói Duyên đã phát điên, liền chạy tới chất vấn mẹ mình. Hắn cho rằng bà đã làm gì đó mới khiến cô ta trở nên như thế. Tại đây chị đã thẳng tay tát cho hắn một cái đầu điếng. Sau đó lớn tiếng kể hết những chuyện mình đã nghe được ra. Trung nghe xong thì mới biết bản thân đã bị lừa. Nhớ đến những việc mình đã làm. Trung vô cùng hối hận. Nhưng bà thương cũng đã mất hết niềm tin vào hắn. Mặc cho hắn có van xin như nào, bà cũng không đếm xỉa. Cuối cùng Trung đành phải xấu hổ rời đi hắn cũng không có ý định sẽ đi qua xem tình trạng hiện tại của duyên hiện tại điều khiến bà thương canh cánh trong lòng nhất chính là không biết phải nói sao với bảo thế nhưng khi bà nhắc đến ngọc bảo đã có phản ứng khiến bà vô cùng kinh ngạc bảo nói từ khi nó vào viện ngọc luôn ở bên cạnh nói chuyện với nó mặc dù cô không ôm nó vào lòng như mọi lần nhưng nó rất vui khi mẹ đã xuất hiện bảo nằm trên giường sức khỏe vừa mới tốt hơn nên sắc mặt đứa nhỏ vẫn còn hơi tái. Giọng nó hơi khàn nhưng vẫn cố nhắc lại những lời mẹ đó đã nói. Sắp tới, mẹ phải đi xa một thời gian vì công việc bận rộn nên không biết khi nào mới về. Bảo ở nhà với bà nội phải ngoan, nghe lời bà, khẳng học cho giỏi biết không. Nếu có thời gian thì mẹ sẽ về thăm bảo. Còn không, đợi khi nào bảo lớn lên thì bảo sẽ đi tìm mẹ nhưng cho dù mẹ có đi xa như thế nào thì trong lòng mẹ bảo luôn ở vị trí số một mẹ yêu bảo nhiều lắm giọng nói non nớt cẩn thận lặp lại từng chữ mà nó đã nghe mẹ nói nhìn sự ngây thơ trên gương mặt nó khiến những người có mặt vô cùng xúc động có người còn phải trốn ra ngoài để khóc cho đã nghe bảo nói xong bà thương mới nhận ra Hóa ra những lời dặn dò yêu thương mà bà đã nghe được từ Ngọc không phải là một giấc mơ. Ngọc đã thực sự ở bên cạnh hai bà cháu bà. Lúc Bảo xuất viện, người con trai thứ ba của bà Thương đã đến giúp đỡ. Sau khi biết được những gì em út mình làm, ông đã rất tức giận. Trong lòng ông rất muốn kêu mẹ về sống với mình, nhưng bà vẫn nhất nhất ở lại để chăm lo căn nhà gỗ của tổ tiên để lại, khiến ông vô cùng khó xử ông đã giao việc ở nhà cho con trai dự là sẽ ở đây ít tuần để lo cho bà trước nhưng khi lên xe bà đột nhiên quay sang nhìn ông hỏi nhà của bay có chứa thêm được hai bà cháu tao không ông ngỡ người hồi lâu rồi mới cười nói phòng của mẹ đã xây xong từ lâu của thằng bảo cũng không thiếu chỗ mẹ khỏi cần lo nghe vậy bà đột nhiên thở dài một cái như chút được gánh nặng mà nói ừ vậy thì đi những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ trước khi rời đi ngọc đã đến chào tạm biệt chi cũng cảm ơn cô vì mọi chuyện mà cô đã làm mặc dù cô chẳng làm gì cả từ cái ngày mà thạnh mang xác của ngọc về nhà chi lại có thói quen cứ mỗi lần đèn chớp tắt là đều kêu tên của ngọc giết ai trong bệnh viện cũng biết rằng cô có một người bạn ma tên Ngọc hết. Một tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, bà Thương và Bảo cùng nhau chuyển về quê. Nhà và đất của tổ tiên để lại, bà cũng bán hết. Bán xong lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Trung từ ngày rời khỏi bệnh viện cũng không thấy đâu nữa, chẳng biết giờ đang lăn lộn ở đâu. Nhưng bà Thương đã quá thất vọng về hắn nên không thèm quan tâm nữa. Thảm nhất thì chắc là duyên. Người bạn trai sau khi biết cô ta phát điên liền quay đầu chạy mất. Vì tính hở ra là cắn người nên Duyên đã bị trói lại. Sau đó bị đưa đến một bệnh viện tâm thần. Người ở đó nói Duyên cứ vào ban đêm thì như bị quỷ nhập. Một bên la hét nói có con ma sắp đến giết mình. Một bên cầu xin bọn họ hãy thả cô ta ra. Nếu không cô ta sẽ bị quỷ giết chết. Nhưng đến sáng thì lại dở thói bạo lực hết đánh người rồi lại cắn người có vài lần cô ta còn bị mấy bệnh nhân khác đánh đến chảy máu đầu cuối cùng để bảo vệ em bé trong bụng duyên bệnh viện đã đưa cô ta đến một phòng bệnh đặc biệt ở trong khu này ai cũng bị nhốt biệt lập nên chẳng ai đánh được cô ta duyên ở trong đó thuận lợi sinh ra một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh mặc dù chẳng ai ưa cô nhưng con nít không có tội Đứa nhỏ được mấy người điều dưỡng trong bệnh viện xem như cục vàng mà nâng niu chăm sóc. Hai tháng sau khi sinh con xong, trong lúc nhân viên không chú ý, Duyên đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống, chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Người thì trách Duyên quá nhẫn tâm, sao có thể để con mình trở thành trẻ mồ côi như vậy? Người thì muốn cũng không thể trách, vì dù sao cô ta cũng có bệnh, làm sao cô ta có thể chăm sóc cho đứa nhỏ được? Nhưng trung quy, thứ mà Duyên không thể vượt qua được chính là tội lỗi vẫn đang bám theo cô ta từng ngày. Quý vị khán thính giả, bà con, cô sĩ, chú bác, anh, chị em thân mến. Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thư lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.